Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và con lễ kính đức thầy, lễ kính đức hộ pháp, tức là vị giáo chủ của Cao Đài Giáo, tất cả cô bác anh chị em đồng đạo chúng ta ở đây đó, thì chú Hải trong gia đình đó là bên Cao Đài Giáo, còn cô Trang thì bên tín đồ của Phật Giáo Hòa Hảo, cho nên đạo chồng vợ phải thuận hòa cho đến tháng, cho nên đạo ai nấy thờ. Ở lần này ra đây đó cô bác, mình thấy cái ngôi thờ hết sức là trang nghiêm, thì kế một bên đó là chân dung của Đức Huỳnh Giáo Chủ, và kế một bên nữa là chân dung của Đức Hộ Pháp, tức là một vị giáo chủ của cai đạo Cao Đài Giáo. Thì Cao Đài cô bác mình biết chia ra đó là Tam Kỳ Phổ Độ. Ở Cao Đài ở Tây Ninh đó, thì do Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc năm 1926 thì ra đời ở tại Tòa Thánh Tây Ninh. Cho nên thường khi cô bác mình nghe nói cái câu đó là thể ở Cao Đài thì ở Tây Ninh, còn ở Hòa Hảo thì ở Láng Linh. Tức là ở ba nơi đó là cô bác em chúng ta thấy An Giang đó là cái nơi xuất phát, là cái nơi đầu tiên khai tổ đó, là do Đức Phật Thầy Tây An bên hệ phái Vũ Sơn Kỳ Hương. Ngài tha đời mở đạo năm 1849 đến năm 1856, ngài viên tịch. Và từ đó lưu truyền mãi đến cái đời của Đức Huỳnh Giáo Chủ, tức là cái thời kỳ chót. Thì thưa toàn thể quý cô bác anh chị em, hôm nay đó bên Cao Đài Giáo đó ta chia ra làm ba kỳ. Thứ nhất là của cụ Phạm Công Tắc là ở tại Tây Ninh, và cái thứ hai là ở tại thành phố là của cụ Ngô Minh Chiêu, và ở tại Bến Tre thì của ông Nguyễn Ngọc Tương. Lưu truyền mãi đến ngày hôm nay thì những cái người tín hữu Phật Giáo Hòa Hảo ta cũng làm tại gia cư sĩ để tu theo tiên đạo. Và hôm nay đó Đức Huỳnh Giáo Chủ ngài ra đời chỉ dạy cho người tại gia cư sĩ học Phật tu dân. Trong chương trình đền đáp tứ đại trọng ân, trong đó có ân tổ tiên của cha mẹ được đặt ở hàng đầu. Thưa toàn thể quý vị, thời gian lặng lẽ trôi qua cách đây đã hơn 20 năm rồi. Tôi biết là chú Hải và cháu em Giang này đó là thời gian đã cỡ 20 năm nay. Thời gian trước đó thì để thiện ra đây đó là đầu tiên là phát quà cho tất cả cô bác anh chị em trong hoàn cảnh khó khăn nghèo, nhất là ở miền Tây mình, rồi lưu lãng bôn ba nơi xứ lạ để rồi lo sinh nhai sự sống. Đa số quý vị mình là làm cái nghề đập đá không mà, cho nên rất là cực khổ. Sau khi ra đây qua cái lời giới thiệu của em Trang cùng với em Hải đó, thì lúc đó đó tụi tôi mang đó mỗi một lần 1.000 xuất quà ra đây để trợ duyên, coi như giúp đỡ qua cái nghĩa đồng bào và cái tình dân tộc, nhất là cô bác chúng ta thể hiện trong cái tình thương nhau như con một cha, tức là mỗi người mỗi nước mỗi non bước vào cửa đạo như con một nhà. Nhưng mà hồi đó đó khi mà chúng tôi tới lần đầu tiên thì nhà của em Trang và em Hải này là ở tại ngã ba Hội Bài không mấy, tức là gần tỉnh Thất Bồng Lai, cái nơi mà tất cả các chú tiểu được vị sư ở trong chùa để nuôi dưỡng cô bác anh chị em. Nhưng mà thời gian lặng lẽ trôi qua vì cái công việc Phật sự, tức là đi bôn ba ở chỗ này chỗ kia, đông tảo tây trừ nam chinh bắc chiến, cho nên đó lặng lẽ thời gian trôi qua là đã gần 20 năm rồi tôi mới có dịp trở về đây. Rồi giờ đây tôi rất là mừng khi em vừa tạo cái ngôi thờ hết sức là khang trang, mà đây cũng là cái ngôi thờ đầu tiên ở cái nơi núi Vinh này. Núi Vinh này ta gọi là cái làng chùa đó quý cô bác. Ở ngoài này đa số là tín hữu của bên cái thứ nhất là Thiền Lâm, cái thứ hai là bên Tăng Già Thất Sĩ, là cái nơi đạo Phật chính thống ngày xưa. Cho nên quý vị mình là hoàn toàn là những cái người đã hoàn toàn xuất gia ly khai gia đình, còn mình là người tại gia cư sĩ học Phật tu nhân. Cho nên ở đây ngày chánh dỗ kỷ niệm, mặc dù hôm nay là của nhạc gia của chú Hải trong gia đình, nhưng mà lời xưa ta nói câu đó, ghẻ thảo đó là trai, còn dâu hiền đó là gái. Cho nên thời kỳ cùng cố của Hạ Ngân Mạt Pháp này, nếu không có giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ ra đời để duy trì trật tự xã hội, thì thầy trò tôi chúa sẽ dễ xa nhau, tình huynh để chi giao sẽ lắm điều thô bỉ, vợ chồng mất lòng hòa sẽ mất đi tình chung thủy, lại trong cảnh dở dang lắm điều ân cần. Điều đó đó ở đây Đức Thầy Ngài đã không khỏi than thở là tôi giết chúa con đành sát phụ. Lúc nguy cơ tới mong hại chủ trò giết thầy tội ấy đáng không, thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng. Mà ở đây đó chúng tôi thấy đó, một cô Trang là có duyên lành cùng với Phật Pháp, tức là quý y thọ giáo của giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Còn chú Hải thì hồi nào giờ là ta bên Cao Đại Giáo đã nhập môn,
quy theo đó là tu tiên đạo bên nước hộ pháp rồi. Nhưng mà hai người đó mà sống hòa thuận với nhau để cho cô bác chúng ta đến đây nhân ngày chánh dỗ kỷ niệm này, thì chúng tôi thấy đó là có điều phải nó hết sức là đặc biệt. Bởi vì vợ chồng là kiếp phận duyên, nói năng nhỏ nhẹ chứ nên nặng lời, bên nhau suốt cả cuộc đời chứ không phải ở tạm thời dài hơn. Dẫu rằng cùng một bữa cơm cũng là duyên kiếp sớm hơn đỡ đần, dù cho chỉ gặp một lần cũng là duyên nợ, xin đừng bỏ nhau. Còn Đức Thầy thì Ngài cho biết là đạo chồng vợ phải thịnh hoài cho đến thay. Cho nên thấy đạo ông của ông thì ông tu, còn đạo của bà thì bà thờ. Cho nên tới đây đó gặp ba cái ngôi thờ hết sức là khang trang và phải nói rất là mới mẻ, chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng. Với giả lại đó, thời gian cách đây khoảng mười mấy năm trước tôi có kể lại câu chuyện, nhưng mà đó là câu chuyện thực tế. Bởi vì ngày xưa khi mà biết đó, em Hải và em Trang này đó, tụi tôi ra đây đó tới luôn cùng với nghệ sĩ Châu Thanh đó, tức là cho một là quà ở tại Chạy Không ở Bến Sắt, và cái thứ hai là ở Bình Minh là Bộ Ngọt bên anh, cách đây khoảng mười mấy cây số. Cho nên sau khi phát quà xong rồi đó là em Trang với em Hải này nè, một cái thứ nhất là mời tụi tôi về đây để ăn cơm, cái thứ hai nữa đó là mời tụi tôi trở về đây đặng mà biết gia đình. Nhưng mà ngày xưa thì bên gia đình của em Hải đó còn làm cái nghề đó mua bán bò, cho nên đó là tụi tôi cũng hơi ngán ngẩm về để ăn cơm với lắm. Cái đó là nói bằng sự thật. Cho nên lúc đó tụi tôi phải nhờ em Trang đó, phải làm sao gắng cố gắng phải tu là mình chuyển nghiệp. Cái thứ nhất đó mình tu là mình dừng nghiệp, cái thứ hai tu là chuyển nghiệp, và cái thứ ba đó tu là phải trả nghiệp, và sau cùng tu mới dứt nghiệp cô bác. Nhưng mà con người sống trong cuộc đời này ai ai cũng phải có mang một cái nợ. Mình là người tại gia cư sĩ là mình phải mang trong đó cái ân nợ, nghiệp nợ và duyên nợ. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói cái câu đó với cô bác anh chị em mình: ai ai cũng gánh nợ nần, ai cũng có cái nợ trong đó hết trơn á, nhưng mà người nợ này người nợ kia. Ta nợ bao phen ở cõi trần, nợ tình, nợ tội, nợ ân nhân, nợ nhiều như thế làm sao trả, tu tỉnh là ta trả nợ dần. Cho nên hôm nay chỉ có cái cách cô bác chúng ta tu, đó là mình phải trả nợ thôi quý cô bác. Bởi vì cứu khổ không chi vui bằng đạo, mà giải sầu không gì hiểu bằng tu. Rồi vừa hôm nay đó tụi tôi thấy đó có một cái đứa em ở Nam Phi, mặc dù ở bển là cái xứ đó là cái xứ xa, xứ đạo vô cùng, mà ngày nay lại phát tâm ăn chay vậy nữa. À, cho nên tụi tôi nghĩ đó, cái người ăn chay mình sau này đó không phải chỉ riêng miền Nam nước Việt, mà thầy nói mãn trời trong bá tánh thảnh thơi, đúng như lời của Đức Thầy, phải không? Mãn trời trong bá tánh thảnh thơi, cùng khắp bốn biển liên dây hòa hảo, hay là ước mơ thế giới lân hòa hảo, nhà Phật con đi hé miệng cười. Rồi sau này nếu mình ăn chay đó mà đâu đó ngon lành nữa, thầy nói phận tu hành đảm bạc ráo thương, miễn cậu được an khương, an khương bốn bể, chứ không phải là chỉ riêng ở miền Nam nước Việt. Cho nên tin tưởng chắc rằng cái nền đạo của Đức Thầy đó sau này đó không phải chỉ riêng ở miền Nam nước Việt, mà nó còn cả trên hoàn cầu năm châu thế giới điềm miệt. Bằng chứng thực tế đó, sau này cô bác anh em mình thấy cái ngày 18 tháng 5 và ngày 25 tháng 1 đó, đây là ngày kỷ niệm lần thứ 105 ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ đản sinh, tức là muôn triệu con tim đang chờ ngày đón mừng ngày đản sinh giáo chủ, thắp nén hương lòng ấp ủ giả nhớ dung, chừng thầy trở lại gia trung thì trong bổn đạo với bóng tục cuộc che. Cho nên cô bác mình thấy bây giờ không phải chỉ riêng ở miền Nam nước Việt, mà cô bác chúng ta ra tới miền Trung cũng có ban trị sự, rồi bây giờ ra tới miền Bắc người ta cũng biết về khối tín đồ của Phật giáo hòa hảo mình nữa. Cho nên thầy nói chuyển miền Nam địa lung lai, Nam Trung cùng Bắc một tay giáo đời. Không phải thầy đi dạo ở miền Nam này không, mà thầy còn đi ra tới ở miền Trung, rồi thầy ra ngoài là để chơi đất Bắc. Tất cả cô bác anh em mình thấy không, ra ngoài đó người ta nói câu là Nam ca Trung võ còn Bắc văn. Cái miền Nam mình đó cái môn ca hát là đứng đầu, phải không? Còn cái miền Trung là giỏi võ nghệ. Cho nên mấy anh hùng mà ngày xưa trống pháp toàn là quê hương ở Bình Định là miền Trung không, xuất thân từ những cái nhà võ không quý cô bác. Còn ở ngoài kia đó là văn, Nam ca Trung võ Bắc văn. Mà tới chừng ra ngoài rồi Đức Thầy ra viết trong cái bài mà để chân đất Bắc, bốn bài thơ đã làm xong văn nho bàn bạc là nhiều ông lắc đầu. Đức Thầy chỉ mới có 20 tuổi đầu thôi, mà lúc đó là dạo bốn biển à, dạo trong bốn biển mới trang thánh thiền, làm cho kẻ bạo ngửa nghiêng đạo lành đã mở cửa nơi miền Nam này. Bởi vì ngày xưa khi Đức Bình Giáo Chủ Ngài vừa lâm phàm đó, lúc đó đó cái tiên đạo cũng đã phát động.
Cái thánh đạo á, thì lúc đó lại dân dân tình. Còn cái Phật đạo đó cũng không còn gì quý cô bác anh chị em mình, phải không? Cho nên lúc đó Đức Thầy Ngài mới ra đời, Ngài than nó bởi đời này pháp môn bế bạc, thánh đạo trăm du, là nó bị tường riêu quả mọc hết rồi. Cho nên Thầy mới nói câu thấy sanh chúng nhiều người khờ dại, chẳng biết gìn thông quá lễ nghi, nên ta đem đạo đức duy trì gìn tục cổ để người chẳng rõ. Cho nên Thầy nói nơi cửa thánh ô dội càng càng quạnh vắng, chốn nhà ma chen chúc quá thêm đông. Biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng để nhằm mục đích là đưa nhân loại đi dần dần hạnh phúc. Cho nên lúc đó cửa thánh là ôi càng quạnh vắng phải không? Rồi cái cửa tiên bang, cửa tiên lúc đó cũng không còn ai. Cho nên Thầy mới nói câu Thầy nói đó là cửa tiên bang hỡi còn khóa cổng nhà cha xưa thì cửa đóng then gà. Hay là Lam Kiều hữu lộ giác que. Vậy thì bây giờ ở đây đó là cái cửa tiên thì nó vắng que, mà cái cửa thánh là lại người càng quạnh vắng. Rồi tới cái cửa Phật cũng vậy luôn. Cái kia vắng que là nó còn lai gai chút đỉnh, mà càng quạnh vắng là nó càng tệ hơn nữa, mà vắng tanh là không còn một bóng người. Cho nên Thầy mới nói câu là chốn Phật cảnh vắng tanh kẻ tới, ta ra đời nên mới đổi thay, phải không? Bây giờ nhờ có Đức Quỳnh Giáo Chủ ra đời giảng hồi đạo nhân và xương minh đạo Phật, làm cho đạo Phật sống động trở lại, và sau này nó còn lan truyền rộng rãi khắp bốn phương, để cho một phần nào trần gian dơi bớt đi nước mắt hận thù và bóng lành tái thiện, lúc nào được đổ đầy trong sanh chúng với cô bác thân kia. Vậy thì thôi, bây giờ sau khi về đây đó cô bác, chúng ta thấy trong ngày chánh dỗ kỷ niệm này, gia đình tổ chức hết sức là long trọng, xuất phát từ tấm lòng hiếu kính. Bởi vì con người sống trong cuộc đời đó, Đức Thánh Ngài đã bảo với cô bác anh chị em, con người có được cái xác thân là nhờ tinh cha quyết mẹ gây tạo. Nhưng có được sự học hỏi hiểu biết khi cô bác chúng ta đã phát tâm giác ngộ lo tu là do một phần đầu tư của Phật Pháp anh, để dạy cho con người đó có cái lý trí biết được việc tội phước, biết được ân quán trong cuộc đời này. Cho nên đó, khi cô bác chúng ta mở mắt chào đời, mình phải thọ cái dòng sữa ngọt, nó dắt từ máu của con tim của mẹ, từ thở buổi ban đầu chào đời tiếng khóc ban đầu, mẹ hiền đã cho trẻ hai bầu sữa tươi, bú xong con mỉm miệng cười, mẹ hiền sung sướng muốn rơi lệ. Đó là cô bác chúng ta đã thọ những cái dòng sữa ngọt của mẹ. Và cái thứ hai là không phải dòng sữa ngọt, mà đây là thứ hai là dòng sữa mặn của cha. Dòng sữa mặn nó dắt từ những giọt mồ hôi và những dòng nước mắt của cha mình. Nếu chẳng may gặp khi nghèo túng, cha phải chạy lo làm lụng tơi bời, đêm ngày hao sức tổn hơn, chịu phần đó khác để thời đuổi con. Cho nên bên đây đó, cha ít nói nhưng thương con nhiều lắm, còn mẹ âm thầm vất vả hy sinh. Ngày sau con lập gia đình, có con mới biết được ân tình của mẹ cha. Còn bên kia là mẹ đó, nhớ lúc đi xa con vắng nhà, mẹ hiền mỗi mắt ngóng trông xa. Mẹ ơi sự nghiệp mênh mông quá, chưa kịp về thăm mẹ tuổi già. Đến lúc về bên cạnh mẹ già, là ngày vĩnh viễn mẹ đi xa. Dù con có khóc ngàn muốn bận, cũng phải đành thôi mất mẹ già. Đôi khi cô bác chúng ta đó hờ hững, không có nghĩ tưởng đến cha mẹ. Đến cái ngày mình trở lại quê hương, thì ngày đó đó, những trái bắp củ khoai ngày xưa đưa con đến trường đi học, cầu gián rập rờn mẹ dắt con đi. Con lớn lên đuổi bắt những điều mới lạ, mới quên bỏ mẹ già tóc bạc ngày xưa. Cho nên Đức Thánh Ngài nói đó, nếu con người trong cuộc đời ai không có nhân duyên nuôi cha dưỡng mẹ trong lúc tuổi hạt đã về chiều tuổi già xế bóng, đừng có mong làm công tác từ thiện xã hội gì trơn, vô nghĩa. Bởi vì sao? Muôn việc lành chỉ có gì? Hiếu thuận là đứng đầu. Cho nên bổn phận làm con cũng vẹn tròn câu hiếu thảo, lúc cha mẹ còn sống phải lo về phương diện thể xác là dưỡng nuôi, nhưng lo cho cha mẹ ấm lành ấy là tiểu hiếu lòng lành thế gian thôi. Mình lo cho cha mẹ về phương diện vật chất nuôi dưỡng bằng phương diện cơm áo gạo tiền, đó chỉ là một tiểu hiếu thôi. Lo cho cha mẹ ấm lành ấy là tiểu hiếu lòng lành thế gian, còn tu cầu cha mẹ tây phương ấy là đại hiếu mấy ngàn vàng khó soi. Cho nên trong nguyện báo hiếu phụ mẫu ân trong kinh Đức Phật, Ngài nói bốn câu hết sức là ân tình. Muốn đem cúng Phật mười phương, trước lo báo hiếu xong đường mẹ cha. Mẹ cha là Phật Di Đà, mẹ cha là Phật Thích Ca Hiện Tiền. Cho nên có hai Phật sống trong nhà, sớm hôm lễ kính khỏi cần đi xa.
cha già là Phật Thích Ca, còn mẹ già tạo thể Phật Bà Quan Âm. Thế gian chỉ có hai người cam tâm tình nguyện suốt đời thương ta, không ai ngoài mẹ với cha, tình yêu sâu lắng là bao la biển trời. Vậy thì bây giờ mình nói, chẳng những báo đáp thâm ân cho cha mẹ để tròn câu hiếu thảo, mà cô bác chúng ta còn làm cái tấm gương cho con cháu mai sau. Nếu mình hiếu thảo mẹ cha thì con hiếu lại với ta khác gì. Còn nếu mình ăn ở vô nghì, đừng mong con hiếu làm gì của công. Nếu mình mà không có hiếu với cha mẹ mình, mà mình kêu con mình có hiếu lợi với mình, đó uổng công lắm cô bác. Làm con hiếu thảo lo tròn bất nhân bất nghĩa, con mình nó nói theo. Cuộc đời là sợi dây leo, nhân nào quả nấy, chớ gieo quả sầu. Cho nên Đức Thánh Ngài mới nói câu là nước sông kia có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên, hàm phu cho đến thánh hiền, nếu không cha mẹ sao nên con người. Cây có cội mới mọc mầm xanh lá, nước có nguồn mới bổ khắp gạch sông. Con người có tổ có tông, tổ tông không có như sông không nguồn. Vậy thì bây giờ ở đây Đức Thầy Ngài đã xác minh nhiều lần, cô bác anh chị em mình còn nhớ mà. Mẹ cha là kẻ trọng ông. Lúc còn dưỡng nuôi báo hiếu, lúc thân yếu già, lúc chết giường linh đơm quải mới là. Có chi cũng nấy vậy mà vẫn ôi. Ta là thân phận làm tôi phải đền, phải đáp cho rồi mới ngoan. Vậy hôm nay sống ở miền quê xứ đạo, đã thọ giáo vì giáo lý của Đức Quỳnh giáo chủ, cho nên hôm nay cô Trang đã tổ chức trọng thể ngày lễ đúng với giáo lý của Đức Thầy đã chỉ dạy. Tức là cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ trai, trong sạch nghĩa nhân dày mới đáng, thì hồn linh siêu thoát nhẹ cao bay. Vậy thì bây giờ cái ngày nay mà làm ngày trai đóng như vậy là ông bà tổ tiên cha mẹ phải nói rất là vui mừng, mà cửu quyền thất tổ cũng đang trông chờ nữa. Thất tổ cửu quyền nơi chính suối ngưỡng mong hậu tán biết tâm, biết tâm trai. Vậy bây giờ cái ngày ông bà tổ tiên cha mẹ mình chết là ngày sanh ly tử biệt, ngày đó có phải là cái ngày buồn không cô bác? Ngày buồn. Vậy bây giờ cái ngày buồn đó mà cô bác chúng ta đó, đến cái ngày tổ chức ngày giỗ đó mà mình còn mần gà dịch đó, có phải là mình lấy cái buồn mà nó bù đắp lại cái buồn không quý cô bác? Nó trật lớp. Hỏi sao kỳ vậy? Hồi đó ông bà tổ tiên cha mẹ mình mất cái ngày đó là ngày sanh ly tử biệt, cha xa con, vợ xa chồng, cổ bạn chia liệt, anh em phân cách. Rồi bây giờ nhân cái ngày đó có mình mặn con gà, mặn con vịt, mặn con heo, sát sanh tới mình đem lên đó rồi đó, mình cùng muôn vật một nhà, ta là anh chị, chúng là đàn em, mạnh hơn ta phải xét xem ra tay cứu giúp đàn em giải khờ. Vậy bây giờ đó mình nhớ tới cái câu mà trong kinh Đức Phật thuyết chỉ dạy trong cái quyển kinh Vị Tàng Hữu đó quý cô bác. Dù cho cha mẹ ông bà trăm năm mãn số cũng là chớ sai, lòng lành thì cúng cơm chay. Chớ nên sát hại các loài thú kia, dối rằng nó cúng rồi chia mà đành phủ tội đổ về mẹ cha. Mình ăn sướng miệng âu ca rồi vong linh cha mẹ phải xa đỏ đài, ấy là bất hiếu lắm thay, đành để kẻ chết mà đắng cay khổ sở. Chết rồi ăn có được đâu, phải nên suy xét cho sâu mới làm. Vậy thì bây giờ chết rồi cha mẹ đó còn mà mình không chịu cho ăn, tới chừng chết cũng là điều vô ích vậy. Sinh tiền bất cung dưỡng, tử hậu tế linh sàng. Còn sống mà không cho ăn, chết cũng là điều vô ích vậy. Cho nên thầy mới kêu mình đó, ai mà biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn. Cho nên có chỗ thầy chắc mà, kẻ mất thì cho ăn si khó hiểu, người còn lại bạc đãi lạ lùng tha. Cái nghẻ mất thì nuôi ăn bày gà sửa sạn, tháng 9 này đang cúng dỗ cho ổng, phải không? Mà mới tới tháng 6 cái lúc đó bà già bà thèm quá, nói con mần cho má con vịt, ông nậu vô để tháng 9 tôi cúng ổng đó. Vậy thì bây giờ đó, cái người sống còn thì mình không chịu lo cho ăn, mà cái để lúc mà chết rồi mình cúng có ít ơn ít gì đâu. Thế gian còn dại chưa khôn, sống mặc áo gách cho chết chôn áo lành, phải không? Rõ ràng. Vậy thì bây giờ ở đây thưa quý cô bác, trong ngày chánh giỗ kỷ niệm như thế này mà làm trai đóng gì rồi rất là mừng. Và cô bác anh chị em mình có nghe câu chuyện thời gian cách đây con có kể đó, mặc dù nói chứ nói thiệt đó, biết cô Trang này thời gian trước 6 năm, sau này tới chừng hai vợ chồng đó không biết đó, có mang thai đứa cháu, tức là út nhỏ bây giờ nó 13 tuổi đó. Lúc đó đó cổ mới tâm sự thiệt, hỏi chứ anh Bảy ơi, anh Bảy bây giờ nó vợ chồng phát tâm giác ngộ lo tu rồi, mà bây giờ con là nợ vợ là quan gia, mà cha mẹ già đó đời bên ngoài ta cho là cái nghiệp, nhưng mà ở đây đó
vợ chồng nhờ có duyên nhau, duyên phận bây giờ đó, thầy nói tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận và cháu con thảo hiệp. Mà bây giờ đàn ông tu niệm khá nghe đây, con vợ quan gia đã lỡ gây rồi, lao khổ nếm rồi thôi gán cả, nhọc nhằn được biết cho thêm gây. Bây giờ nó gây ra có đứa nhỏ rồi, bây giờ nó tính sao đây huynh bảy? Rồi hỏi tính sao là tính sao? Cổ nói đó là tôi tính đó bỏ, đặng vợ chồng rảnh gan đặng lo tu chứ không thôi người ta nói đó. Cái duyên rồi cái nợ rồi cái nàng khi xa xa lắc khi gần gần ghê. Gặp gỡ nhau là cái duyên, kết tình chồng vợ là cái nợ, sanh ra con là cái nặng, ngồi mấy cục trần dần là quả báo. Mà thầy nói câu ở thế gian mấy ai thoát lọt nợ gia đình đeo đấm căn duyên, phải không? Vậy thì bây giờ nếu mà nó thuận duyên không nói chi, nếu nó nghịch duyên rồi sao đây? Thế gian đặng vợ mất chồng, vợ tu mà chồng quậy mới mít lòng với nhau đó chứ. Rõ ràng là như vậy. Vậy thì bây giờ thế gian ít có khi nào mà được hoàn cảnh mà nó được thuận bờm xuôi gió. Thế gian thể mà chồng tu thì vợ quậy, mà vợ tu thì chồng không cho, mà vợ tu chồng không chịu. Cha mẹ muốn tu thì con nó không chịu tu, mà con nó chịu tu cái cha mẹ đòi lập gia đình. À không, nó gặp cái hoàn cảnh nghịch duyên vô cùng. Đó, vậy thì bây giờ đó tụi tôi tính đó là bỏ cái đứa nhỏ này, huynh bảy tính sao tụi nó không được. Nếu mình chưa tu đó không nói chi, còn bây giờ mình tu rồi đó, mình sát đó, một bỏ một đứa đó cũng như sát một nhân mạng, làm gì không có nên. Cho nên bây giờ đó cưng nói gì rồi, cưng có tính với ông xã chưa? Nói chưa, nhưng mà hỏi ý huynh thứ coi sao cái hả? Tụi nó không có được, dù sao cũng là một chủng tử Phật tánh. Mình ăn chay đó, mình không nỡ giết muôn loài dạng vật nhỏ như con kiến, mà bây giờ lại giết một sanh mạng của con người là không được. Biết đâu nó có duyên với em, rồi sau này nó lớn lên, nó phát tâm giác ngộ, nó tu rồi nó trợ duyên cho em rồi sao? Vợ chồng lúc nào tu mà dở dở, lúc đó đó nó trúng lại, nó ăn chay, nó niệm Phật, coi chừng cái máy cù le nó đẩy mấy cái chiếc xà lan rồi sao? Lúc đó nói cái bắt đầu nó là em nó nghe, nó nói vậy thà thôi để đợi. Để đợi sau này thiệt, tới chừng sanh ra nhỏ đâu đó ngon lành, lớn lên cho nó nấu nu đâu đó ngon lành. Tôi nói bây giờ sanh ra rồi có còn đồ bỏ nữa không? Bây giờ ai cho mấy cây gà giờ bắt nhỏ giờ tôi cũng không chịu nữa. Vậy đó là ngon lành rồi. Cho nên nuôi đứa nhỏ nó tới chừng lớn lên đi chỗ này chỗ kia nó khoe mà nó không có ngăn ngữ thứ lớp. Đi đâu nó nói nhờ huynh bảy mới có thằng này nè. Tôi kể câu chuyện quý vị mình tưởng nói chơi phải không? Hỏi cô Trang coi có đi ra. Đi chỗ này chỗ kia chỗ đó, thằng này mày có là nhờ có bảy thiện mới có thằng này nè. Anh em ta không biết, ta thắc mắc, ta hỏi tôi nói, tôi kể cho ta nghe, người ta mới hết ngỡ ngàng, chứ nói sao kỳ vậy? Trời có ông bảy thiện mới có thằng này. Tôi mới nói tại vì em nó phá bỏ. Rồi tôi đó là tôi cản lại, nếu mà tôi không cản lại làm sao có nó, mà thật sự là vậy. Đó, cho nên mà tại nói không có ngăn ngữ thứ lớp thôi, y gan như mấy ông ở trong khu hồi đó. Mấy ông trong khu đi ra bây giờ người ta đổi lỡ K1, K2, K3 chứ không dám nói khu nữa. Đi lên tới vô thiên tế rồi, cô này với cô kia với ông chú kia gặp lỡ nhau hỏi sao ạ? Nói anh đi đâu mà anh đi đòn của ba triền với bảy thiện này ạ? Nói tôi trong khu ba. Cái biết sao không? Cái bà thím bà quay ba mới nói vậy là anh ở trong khu tôi. Tại bà cũng ở trong khu ba nữa. Thành ra nói vậy là anh ở trong khu tôi á. Ông kia ông quản hồn quản viên nói tại ơi tôi mở trong khu chi hả? Nó không phải tôi với anh chung khu. Cũng ở khu 3 nữa, tại bả cũng ở khu 3 nữa. Cho nên từ đó sau người ta không còn để dân từ là khu nữa, mà bây giờ sửa lại là ca rồi. Bây giờ quý vị mình vô trong Đồng Tháp là K1, K2, K3, K4, K5 tới K12 toàn là sửa lại ca không, chứ không còn dân từ khu nữa. Nếu nói khu nói chị trong khu tôi cái chết nữa à. Mà thật sự ra tại nói nó không có ngăn ngữ được lắm thôi. Vậy đó, thưa quý cô bác anh chị em, cho nên á, hãy bây giờ đi đâu rồi nhỏ nó biết, sau này cô Trang nó kể lại cho nó, hãy nó gặp tôi cái nó ông này nè, mới gặp là ông cha nuôi của tôi nè. Thương lắm, cho nên nhỏ bây giờ nó trợ duyên cho hai vợ chồng tu đâu đó ngon lành với cô bác anh chị em. Mà không biết mặt bên ngoài ngon lành chứ bên trong sao đây? Ở bên ngoài thì ngon đó, mà không biết ở bên trong sao đây? Cho nên tôi nhớ lần đó với cô bác tôi chắc nước rơm cùng với cái anh hai này, ảnh là cư sĩ. Nhưng mà tới gần tới trưa rồi, 11 giờ rồi đó, mà ông mới mặc đồ đi cúng. Tôi mới quay qua tôi nói công nhận tôi nể thiệt. Tôi là tu sĩ mà đôi khi đó chất nước rơm mắc công chuyện bận biểu làm ăn tôi còn không cúng trưa nữa. Còn ông sao cúng trưa giỏi gì, biết nhỏ nó nói sao? Nó nói đó tại vì có chú qua đây đó, chứ ông cúng cái này là cúng sáng đó.
dòng con nít có bao giờ mà nói, người ta nói đi ra đường thì hỏi người già, còn về nhà hỏi mấy đứa con nít là chắc ăn. Nó nói tại có chú đi qua đây đó, ổng cúng cái này là cúng sáng đó chứ không phải cúng trưa đâu. Tại có chú qua ổng mới cúng đó chứ bình thường ở nhà ổng không cúng khỉ mất gì đó. Ta biết đạo thời hương nước sớm hơn mà mấy đứa nhỏ nó nói đó, thì nó khai ra mình mới biết cô bác anh chị em mình. Phải không hả? Vậy thì bây giờ đó ở bên ngoài thì vậy đây mà không biết vợ chồng ở bên trong sao đây. Ở bên đây đó thì thờ là Đức Hộ Pháp, còn bên đây thờ Đức Quỳnh Giáo Chủ, bên ông tu tiên. Phải không? Ông thì tu tiên, một bà ở bên tu Phật. Thì bây giờ cô bác anh chị em mình trước khi đó tới đây đó, ngày chánh giỗ kỷ niệm, tôi tặng cho gia đình của cô trai cùng với chú Hải một câu chuyện bên thầy. Cô bác mình ơi, ngày xưa đó Đức Thầy ngày khai đời mở đạo ở tại làng Hòa Hảo đó, là Hòa thôn Hảo Cảnh xứ Chi Đăng. Do hợp với căn cơ trình độ của chúng sanh trong thời Hạ Nguyên Mạt Pháp này, cho nên một thời gian rồi gái cùng trai già trẻ bước vào đường trí huệ quy dịch đạo Pháp, cho nên không phải cao đài giáo mà tất cả các tôn giáo, tất cả các bậc thân hào nhân sĩ đó, người ta bước vào đó, ta quy y giáo lý của Đức Thầy rất là nhiều ở trong đó. Cho nên Đức Thầy ngài phải dùng quyền diệu của tiên gia mà độ bệnh cho kẻ ít, cho kẻ được có ít căn lành, nhờ được mạnh mà cảm lòng chư vị, chư vị trăm quan, phải không? Vậy thì bây giờ ở đây đó, Đức Thầy ngài đó phải thốt lên cái câu là phần sĩ tăng phải tay chống mà miệng kẹp. Cái tay thuốc thuốc độ bệnh, tay bên đây thì duyết giảng mà miệng thì thuyết pháp. Phần sĩ tăng phải tay chống miệng kèn để nhằm mục đích là giác thiện tính trên hương đình thị giáo. Đó, cho nên lúc đó quý cô bác anh chị em mình, có ông Năm Lửa, cô bác anh chị em mình biết là cái tay đứng bến xe ngày xưa mà gặp thầy còn phải quy y. Cho nên thầy nói câu là dạy khuyên những kẻ ngổ ngang, biết câu lục tự dình đàn tứ không? Vậy thì bây giờ mình là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, mình đó còn dốt nát thấy mồ mà không chịu tu, còn đỡ gì nữa. Ngày xưa những cái bậc thân hào nhân sĩ kìa, ông thi sĩ Diệt Châu là gian dân thi sĩ mà còn phải quy y với Đức Thầy. Ông thầy Kiện Dần Mai Văn Dậu là một cái tay đó nổi tiếng ngày xưa là ngang tàn. Ông ký giỏi từng đi du học ở bên Pháp về đây mà còn phải quy y với giáo lý của Đức Thầy. Còn mình nó có nhằn nhò, có hơi hắm gì đó. Cho nên thầy nói sôi từ đài cát xá liều. Đài cát là những người nghèo, xá liều là những người giàu, mà xá liều là những người nghèo. Sôi từ đài cát là sôi từ những cái người giàu kìa, rồi sôi luôn cả cái người nghèo, xá liều, cho người trị lạc đặng biết điều nghĩa nhân. Vậy thì bây giờ trong đó đó, ngày xưa đó có ông Năm Lửa, mà vợ ông Năm Lửa là bà Lê Thị Gâm. Lúc đó đó bà Năm Lửa có một cái bà bạn, mà bà bạn này đó đặc biệt đó là bên cao đầy, bà là bà mà bên Phật giáo Hòa Hảo là bà bạn của ông mà vợ ông Năm Lửa là bà Lê Thị Gấm, nhưng mà đặc biệt cái có ông chồng cũng là bên cao đại. Bà vợ đó thì Phật giáo Hòa Hảo mà ông chồng là bên cao đầy giáo, mà vợ chồng đó quý cô bác hãy có cái gì mà trên lệch đó với nhau cái cầu đó là kể như cự, không có nhẫn nhịn được phận xuống tì chồng vợ không nhịn nhau được. Hôm rồi đó con quý vị này đó gọi điện cho tôi gần nửa đêm mà hỏi chú Bảy ơi, chú có cách nào để mà chú cho vợ chồng tôi nó đừng cự lộn nữa không chú Bảy? Tôi nói bây giờ tôi có cách. Ví dụ như bây giờ đó hai chiếc xe mà nó cứ chạy ngang nhau, ngang bằng với nhau hoài, không ai nhường ai trên, thì xe này nói sao đây? Cái thứ nhất là lấn đường, cái thứ hai là thế nào trước sau gì cũng gây tai nạn, phải không? Thể hai chiếc xe mà có một chiếc mà nó nhường lại cái rồi là kể như ăn rồi. Người ta nói câu chồng tới thì vợ phải nuôi, chứ chồng tới vợ tới nó có vui bao giờ. Chồng giữ thì vợ phải lành, chứ chồng giữ vợ giữ nó tan tành tiểu lưu hết còn gì. Chồng giận thì vợ bớt lờ, cơm soi bớt lửa là hổng đời nào khế. Còn vợ giận thì chồng ngủi an với thận bờm xuôi gió tàu kháng trọn đời. Vậy thì bây giờ hãy có người nhịn nó trong đó kể như gọi hả? Mà cái câu nhịn này đó chỉ một chữ, một là đắc đạo. Đức Phật Thầy Tây An nói trơn chiền chánh pháp đạo, đạo tràng, phải không? Hay là đạo vàng, tập xong chữ. Chữ nhẫn là niết bàn không xa, yêu cầu chỉ có một chữ nhịn không là thấy ngon lành rồi. Mà nhịn cái nhịn đó, thường thường á ta nói nhịn đời cực khổ tấm thân yên. Nhịn bên ngoài nghe, nhịn sự muốn ham khỏi ưu phiền, nhịn kẻ hung hăng lòng độ lượng, nhịn đời lao khổ cảnh thần tiên, nhịn cha nhịn mẹ người con hiếu, nhịn anh nhịn chị hòa,
nhịn vợ nhịn chồng nhà hạnh phúc, nhịn sớm láng giềng nghĩa thông gia. Vậy thì bây giờ nội con chữ nhịn, con chữ nín không à, mà cô bác anh chị em mình nếu nhịn nín không được, làm ơn lấy câu Nam Mô Di Đà Phật dùm cho tôi. Hỏi câu Nam Phật Nam Mô Di Đà Phật là sao? Bốn câu trong quyển kinh A Di Đà kinh đó, để lại bốn câu hết sức hữu tình. Một câu niệm Phật dứt lửa sân si, công đức ai bì, dạy gì mà không niệm. Câu này nghe hay mấy cô. Niệm Phật có tốn chi đâu, phước tăng nghiệp giảm mà khổ sầu tiêu tan. Niệm Phật nó không có tốn tiền, vậy đó mà khổ sầu nó còn tiêu tan nữa. Một câu niệm Phật tiêu dạng tội, hai chữ từ bi là giải dạng sầu luôn. Cho nên đó quý vị mình niệm Phật thời gian sau rồi đó, do cái công phu tu tập, do cái từ trường mát mẻ đó mà ở trong gia đình mình đâu đó được an vui. Điều này Đức Thầy Ngài đã từng nhắc nhở, biết khôn tìm kiếm ma ha, vừa tới cái gì? Một câu lục tự là nhà, nhà bình an. Mình tìm kiếm ma ha là mình tìm kiếm cái đạo của Đức Thầy rồi, mà áp dụng vô chỉ cần một câu Nam Mô Di Đà Phật thôi là nhà, nhà bình an. Niệm Phật đi cho đời bớt khổ, không tốn tiền mà có lỗ chi đâu. Khuyên người niệm Phật bền lâu, được hưởng hạnh phúc là nhờ câu Di Đà. Ai không phước niệm Phật sanh phước, ai thiếu duyên niệm Phật có duyên. Phước duyên hai việc ngang đồng, làm việc gì cũng thành công ngon lành. Đời niệm Phật được tâu hạnh phúc, được thành công trên bước công danh. Đạo niệm thường công quả duyên thành, khi nhắm mắt là giảng sanh tịnh độ. Câu Nam Mô Di Đà Phật mà áp dụng trong gia đình rồi, cô bác anh em mình niệm Phật thời gian sau rồi đó, nó sáng sủa con người, tâm mình nó an, mà cái thân tướng mình nó được tốt đẹp nữa. Cho nên gắng niệm Phật cho nó bật hào quang, niệm Phật cho thế gian bớt khổ, niệm Phật cho đi đến đó là chỗ tật bệnh tiêu trừ, niệm Phật cho từ từ hết nghiệp, niệm Phật cho nó kịp với cái hội này, niệm Phật cho gặp Phật Thầy tại thế, niệm Phật cho nó có ghế trở về, niệm Phật cho cội bồ đề sanh tuổi, niệm Phật cho mai đến rủi đi, niệm Phật cho ga đi nhẹ gánh, niệm Phật cho cứu cánh Tây Phương, niệm Phật cho ông Diêm Vương ông mời ăn bánh mứt. Không, mà tôi nói vậy cô bác anh em mình có thống nhất với tôi không? Niệm Phật sau này ông Diêm Vương gặp mình ông mời ăn mứt bí nữa à. Hỏi sao ạ? Diêm Phù Chơn Chúa trọng người, người tu hành phạt ác hung chốn cửa tù, tiếp nghinh những kẻ lòng nhân đức hỡi bới dương trần hãy ráng tu. Hay là Diêm Phù Chơn Chúa trọng người, người tu là chỗ đó đó. Vậy thì bây giờ đó, Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà, lại vừa kề bệ ngọc long sa mà coi chư quốc có tranh giành châu báu. Hồi nãy quý vị mình có nghe đó là Ngọc Hoàng dưới mà bé Bảy đọc cái bài Tỉnh Bạn Trần Gian không? Quý vị mình tưởng đâu niệm Phật là không có phước chứ gì. Trần gian khói lửa như đao binh, chư Phật sớm bài phép hiển linh, phải không? Vậy bây giờ có phải đó, tất cả 84.000 pháp nó gom gói gọn lại còn có câu Nam Mô Di Đà Phật đó cô bác. Cứu khổ Nam Mô gì đó, vô lượng phước. Vậy thì bây giờ đừng nói niệm Phật là không có phước nha. Niệm Phật là vô lượng phước đó, vô lượng công đức à, chứ không phải chuyện thường đâu. Vậy thì bây giờ thời gian nó đã trôi qua gần 20 năm rồi, con mới có dịp trở về đây. 2 năm rồi đó, cháu em Trang cùng với em Hải có gọi điện, mà tại vì nó gọi điện sao cho nên tôi lãnh đáo rồi quý cô bác. Không có gặp gỡ kiểm trò được, mà thời gian nó đi qua bao lắm. Ở thế gian này nó có 3 cái ra đi mà không có trở lại được. 3 cái này đó ra đi mà không trở lại được. Cái thứ nhất là thời gian. Mà cái điều này Đức Quỳnh giáo chủ, bởi vì miệng nhích môi đầy văn tao nhã hạ bút thần thơ đã đề ra. Mồm sông bút sấm, suối tiên thánh đổ ra cuồn cuộn tràn ruộng lòng gieo giống mấy nơi. Cho nên Ngài mới đó, thân bì đó, cái ra đi mà không trở lại là thời gian. Ngài đến đi câu kéo ngược, cái thời gian là không có bao giờ kéo ngược, phải không? Năm về về mãi chẳng ngừng ngang, đó là thời gian. Cái thứ hai, tên bắn ra là không bao giờ quay trở lại. Cho nên thầy mới nói dùng nhân cách quá là thiều quang thấm thoát dưỡng dưỡng tên.
Đức Thầy viết phải nói rất là chính xác của bác anh em mình, không có bao giờ sai trái được. Tại sao Đức Thầy nó không nhờ như tên bay đờ mà đạn bắn hay hoạt giả là cái gì đó mà mình ném ra mà mình không trở lại được, mà Thầy nói thiều quan thấp thoát dường tên. Bởi vì tên nó bắn ra không có bao giờ mà nó quay trở lại được, quý cô bác anh em. Cho nên thiều là chiều, chữ quan là sáng, hay là bóng quan âm ngày tháng dập dồn. Chữ quan là sáng, còn chữ âm là tối. Cô bác mình thấy đó, mới năm Hòa Bình tôi mới có 8 tuổi thôi, mà bây giờ đó, năm nay đó, Tết này nữa là 57 tuổi rồi quý cô bác. 5-6 tuổi là 57, năm nay 5-6, năm tới 57 rồi. Hòa Bình 5-75 phải không anh Năm? 5-75, năm tới này 75-25 nữa là đúng 50 năm. Có phải việc trải qua như mây gió cuốn nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa, trời sáng ra kế lại thấy chưa năm cũ đó rồi qua năm mới. Cho nên ngày xưa Đức Phật ngày dạo bốn cửa thành, ngày về than thở có mấy câu dương đức tịnh phạn dương. Hỡi ơi, 100 năm 3 vạn 6.000 ngày, 100 năm là 3 vạn 6.000 ngày. Tỉnh giấc như cuồng một lúc say, mới thấy đó bỗng liền tan mất đó. Sa nạc ơi, từ thở cha mẹ ta sanh ta ra, ta ngỡ ta là thân lá ngọc cành vàng. Ta không còn chung phận khổ với nhân gian, không ngờ bệnh già đau chết rõ ràng, nó toan cướp mất của ta một đời người đi vòng. Cho nên Đức Phật ngày xưa ngày dạo bốn cửa thành, ngài thấy á, nghiệm tứ khổ nên ngài tầm đạo. Sau khi nghiệm tứ khổ nên ngài tầm đạo, tu tới chừng đắc đạo rồi ngài mới tìm ra được bốn nỗi khổ của tâm linh nữa. Cho nên khổ ta bà nhiếp lại tám phận, chứ ngày xưa đó chỉ có bốn nỗi khổ là ngài thành đạo, là mà đi tìm đạo rồi phải không? Rồi sau khi tìm đạo rồi mới phát hiện ra được bốn cái nỗi khổ của thế gian nữa, mới gọi là khổ ta bà nhiếp lại tám phận. Cho nên lúc đó ngài sống trong cung vàng địa ngọc, ngài không có mơ màng về ở cảnh bên ngoài, không thấy được cái sự khổ của nhân gian. Nhân vô quả quản bất hồi đầu. Sau khi dạo bốn cửa thành xong rồi ngài mới trở về là bình tĩnh lại, mới biết đời là giả. Ôi ngọc vàng danh vọng mỏng ai ơi, quyết đánh tan quan trái của cuộc đời, tìm chân lý để đắp bầu nguồn đạo hạnh. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng mồ lạnh ấp xương khô. Miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, sống cát bụi cũng trả về cho cát bụi. Đua chen giành giật mà chi chết rồi mang được của gì? Thế gian chỉ qua một nắm xương tàn, hồn phi phát tán mới mơ màng về đâu. Mà bây giờ năm nay tuổi mới có bốn ngoài 50, chết nhiều quá cô bác anh. Cho nên thấy người ta chết mình gắng cố gắng, mình hoài đầu mình hướng thiện tu liền mới kịp nha. Mau thức tỉnh tu thân, kẻo trễ đến tậu rồi mới hối muộn màng. Chi cho bằng ta sớm lo toan, dình với lực nghe kinh tập Phật. Đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Việc tu thân thiện tính hững hờ, chừng quả đến là e trò khó chấm. Đời ai chẳng muốn an vui, nhưng do số phận hên xui cam đành. Phải không? Vậy thì bây giờ đó, đời ai không muốn mình được là an vui đâu, nhưng do số phận hên xui cam đành. Đành phải chịu thôi, cũng như vừa qua cô bác anh em mình thấy ở Phú Thọ không? Cái ông chạy xe không đa ở sau, còn cái ông chạy xe tải ở trước. Mà chạy tới rồi cái cầu nó mới vừa sập, cái ông nó lọt vào luôn. Chứ phải mà chừng 5 giây thôi anh Năm, là kể như nó đạp thắng là kịp mà phải không cô bác? Vậy bây giờ mình bước đường đời chứ tiếc mãi phiêu lưu, mà nơi cửa đạo phải dừng chân diễn xuất. Thường thành chúng tỏ bài quá kỹ, hỏi dương trần khá sớm. Khá sớm làm gì? Quay đầu đặng sao xem Phật pháp nhiệm màu, với báo quý đài lầu tươi tốt. Xác ta vốn là người quê dốt, nên mở mang chưa được mấy rành, khắp dương gian như gì? Khắp dương gian như sợ chỉ mạnh, mong sanh chúng tâm thành trở lại. Vậy bây giờ thầy có nói cái câu thầy nó phàm trần như vậy, mà đời này có phải như chỉ rối cồn không cô bác? Lấy đạo nghĩa con người ra xét, không khỏi sanh lắm chuyện lo buồn. Rối đời không mấy kẻ rỡ suông, trái lại lắm người đương thêm rối. Kẻ thì tạo rối trong gia nội, người thì gây rối tới bên ngoài. Thường cạnh tranh những chuyện kéo dài, khiến người khắp trần ai đều rối. Cho nên thầy nó phàm trần như chỉ rối cuồng, mà còn sai đắm theo tuồng. Lẳng lơ lời lành thì mắt lóc tai ngơ, đua theo vật chất hững hờ đàn tiên. Thố sâu tình dục thì lại ghiền, ghiền cho đến lúc chúng khiên quan tài. Vậy thì bây giờ đến lúc chúng khiên quan tài, lúc đó mà mình giác ngộ là nó muộn rồi. Đến tậu rồi mới hối là
là muộn màng chi cho bằng ta sớm lo toan gìn với lực nghe kinh trọng Phật đến lâm chung quả lành đâu mất. Cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ, việc tu thân thiện tính hững hờ chừng quả đến là e cho khó tránh. Vậy bây giờ Đức Phật nói đời như đau chết đến kênh, đạo như viên thuốc linh đơn quần hồn, biết lo tu tỉnh là khôn, chẳng lo tu niệm là tự chôn lấy mình. Có phải giáo lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ ra đời là một liều thuốc á, cải tử hoàn sinh không cô bác? Thân hèn yếu lại vô năng lực, chẳng tìm nơi thuốc nhiệm sửa gân, miệng toàn lời bắt chước Chúa Tần, muốn chôn sống ở tài du sĩ. Vậy bây giờ Mai Duyên ngàn năm một thở, thầy nói thương đời tả ít lời thơ, nẻo tu dân sự còn chờ dịp năm. Hay là thầy nói dạy bổn đạo lấy lợi, lấy lời đích xác, mà chẳng tu là bởi không ưa thôi. Chầu ra con cái ta không ưa thôi. Chứ bây giờ thầy nói giải tận tường, chẳng chút nào sai, cổ nhân tích để phân bại, rồi đường trơn nẻo tránh đâu ai đó tầm, phải không? Đó, cho nên thầy dạy lời, thầy dạy thật là cặn kẽ, bấy nhiêu tình bác ái góp tôm, phải không? Vậy cho bây giờ đó cô bác anh em mình biết đó, pháp môn Tịnh Độ Đức Phật ngày xưa đó, ngài viết ở trong đó đó, không biết bao nhiêu quyển nó niệm Phật thập tiếu đồ này kia đủ thứ. Ngày nay Đức Quỳnh Giáo Chủ gom gói gọn lại còn có Nam Mô Di Đà Phật không? Đó là vua của các pháp môn, mà tại vì từ bấy lâu nay mình niệm mà nó không có được sáng suốt, mình niệm mà nó không được kết quả là tại vì xưa nay sáu chữ lạnh, lạnh tanh hả? Chẳng ai chịu có niệm sành thử coi, trì tâm thì quá ít, ôi bây giờ dùng thử mà có lẽ nào, gạch tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đạo tuôn ra. Vậy thì bây giờ ở đây đó nghĩ suy cho dạng sự đời tu là cõi phúc của người trần gian. Dù cho các bậc giàu sang, chữ tu chẳng có như thòn nước vô, lấy giang hùng mà dựng cơ đồ, không bằng lấy chữ Nam Mô mà xây thành. Ngày xưa ông Tần Thủy Hoàng đó, ông xây cái giảng lý Trường Thành đó gần 3.000 cây số, nhưng mà rốt cùng bây giờ nó cũng còn bằng ông Tam Tạng Quyền Trang đi thỉnh kinh. Quyền Trang Tam Tạng tu cầu 81 nạn mà không lị mình, Trịnh Hâm là đứa bạc tình, ngày sau mắc phải thiên đình xử phân. Còn Dân Tiên mắc nạn mấy lần, ngày sau người đặng ấn lòng trị dân, Nguyệt Nga trinh tiết liều thân gian nan xá kể, trong ra nhiều bề sao nàng tránh hậu hoàng thê trung trinh tiết hạnh ai chê bao giờ. Vậy bây giờ câu Nam Mô Di Đà Phật không đó mà nó tiêu đó, bao nhiêu ức tội trạng gì đó do câu Nam Mô Di Đà Phật mà thầy nói niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thiền từ thầy rước lại non bọc, hay là dõi gót theo thầy nương Phật cảnh, vui dày xem hội hội lóng, long qua tiên Phật đáo ta bà, lừa lọc con lành diệt quỷ mang. Nếu mãi mê mang mùi tục lễ thì linh hồn chìm đắm chốn nê hà. Chữ nê đó là bùn mà chữ hà là dưới sông, làm bùn trịnh dưới sông không biết cô bác. Lâu ngày nó mới bám vào bọt nước bám vào bờ mới sanh thành cây cỏ chết nó rụi xuống mới thành sâu bọ mới tiến hóa lên lần lần. Mà lên được kiếp người rồi đó, một khi trễ kiếp qua rồi muốn làm người thầy thật là khó thầy. Làm người được là may muôn thở, là khi xưa đã có duyên lành, phải không? Mà để kiếp này đó mình thấy ta chết mà mình không gắng cố gắng mình lo tu đó, coi chừng để mà tới mình cái là kể như tiêu à. Thấy người chết biết mình cũng chết, thấy người đau mình khỏe hoài sao, xe tan vừa thoáng qua mau, chôn người bữa trước bữa sau chôn mình. Đó, mà phải chôn người bữa trước phải bữa sau rồi tới chôn mình không cô ạ. Đời người sống được bao lâu, xuôi tay nhắm mắt thì cũng chầu ông Diêm Vương hả? Chi bàn niệm Phật rao cương, đến ngày nhắm mắt là Tây Phương mới về, phải có không cô ạ? Vậy thì bây giờ trước sau gì con người lợi danh với thể chim lòng tiền tài như cá giữa dòng mắt câu, trăm năm rồi có gì đâu, cũng hai bàn tay trắng là về chậu Diêm Vương thôi, không có chạy đâu sức trơn á. Vậy thì bây giờ khi bỏ xác này, nếu cô bác anh em mình mà có tu rồi đó, thì cô bác chúng ta đó xả bỏ cái thân phàm phu, trả về cho tứ đại rồi, là linh hồn cô bác anh em mình xác đi mất mà hồn thiêu chẳng mất, hay là mãn kiếp không trận, sanh lạc quốc thượng tông niệm Phật rất yên lành. Nếu không về được cái cảnh giới cực lạc thì cái cảnh tiên đức thầy ngài cũng dành riêng cho mình. Đêm ngày buồn bã vô hồi, kìa trên tiên cảm dĩ nói, dĩ ngôi sẵn dành,
đã có vị ngôi hết trơn rồi. Cô bác anh em mình bỏ rượu sau này mình